Chủ nhật 22 tháng Giêng dương lịch 2012, ở Mỹ chúng tôi chuẩn bị đón giao thừa. Ở trong nước thì đã là sáng mùng 1 Tết, buổi tân niên Nhâm Thìn, bản tin Hoa Thịnh Đốn chúng tôi kính chúc quý khán thính giả các nơi năm mới được an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thịnh đạt. Trước ngưỡng cửa năm Nhâm Thìn, chúng tôi có bài ghi các nhận định của cựu đại sứ Bùi Diễm về tình hình trên thế giới giữa lúc có sự thay đổi một số lãnh tụ các nước. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân. Đến với chương trình đặc biệt tối hôm nay 30 Tết, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị một chương trình để mà chúng ta có thể có một cái nhìn về tương lai của thế giới như thế nào qua những biến chuyển về vấn đề chính trị, quân sự và kinh tế. Và cuộc tiếp xúc của chúng tôi ngày hôm nay với cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm tìm hiểu những điều trên. Trước hết xin được kính chào cựu đại sứ Bùi Diễm. Vâng, tôi xin có lời thân chào anh Võ Thành Nhân. Nhưng mà hôm nay là ngày 30 Tết, sắp sang đến năm Nhâm Thìn. Tôi cũng xin có lời trân trọng cầu chúc cho tất cả quý thính giả, khán thính giả của đài SBTN, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tôi xin cầu chúc tất cả mọi người một năm mới an lành, thịnh vượng và gặp mọi điều may mắn. Và kính thưa ông, trước thềm năm Nhâm Thìn như vậy thì ông nhận định như thế nào về những cuộc bầu cử sắp sửa xảy ra của các quốc gia mà chúng ta gọi là những quốc gia nắm một cái vai trò then chốt trong vấn đề lãnh đạo thế giới, và đặc biệt có một số quốc gia nữa thì họ có những sự dàn xếp để thay đổi những người lãnh đạo đó, thì cái nhận định của ông như thế nào vậy thưa ông? Thì trước hết chúng ta phải nói rằng thì là năm ngoái, năm Tân Mão đã là một năm hết sức đặc biệt rồi, với nhiều những biến cố, những biến chuyển. Lát nữa có khi chúng ta cũng sẽ có dịp mà trở lại một đôi chút. Nhưng mà câu hỏi của anh nhắm vào vấn đề năm tới với những cái sự thay đổi những nhân vật lãnh đạo trên thế giới. Thì cái năm sắp tới cũng là một năm hết sức đặc biệt. Bởi vì rằng thì là trong năm nước có cái địa vị then chốt ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tức là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Trung Quốc và Nga, thì sẽ có đến 4 nước sẽ thay đổi tất cả những cái nhân vật lãnh đạo, hay là có thể nếu mà không thay đổi hoàn toàn những nhân vật lãnh đạo thì cũng là những cái gọi là thay đổi chiều hướng nếu cần. Trước hết là về Mỹ thì chúng ta biết rằng thì là sang năm tới thì ông Obama sẽ lại tái ứng cử Đảng Dân Chủ với lại Đảng Cộng Hòa, xem là các những ứng cử viên mới của Đảng Cộng Hòa sẽ ra sao để mà đối đầu với lại ông Obama. Còn ở bên Pháp thì chúng ta thấy có ông Sarkozy là hiện là Tổng thống nước Pháp, thì sẽ có đối thủ của ông ấy là một người đại diện của phe tả của Đảng Xã hội, tức là ông Hollande. Và đến mùa xuân này thì nghĩa là sẽ có cuộc bầu cử đó. Còn ở bên Nga thì chúng ta cũng đã biết rằng thì là ông Putin cũng sẽ lại ra ứng cử để mà làm tổng thống một kỳ hai nữa, mà người ta đã đồn đại rằng thì là có thể lần này ông ấy sẽ ngồi đến 12 năm nữa, thì tức là cộng với những năm về trước thì ông ấy sẽ là người mà trị vì nước Nga cũng lâu lắm. Thế mà chuyển từ phía Nga sang tới cái phía Á Đông thì chúng ta lại thấy rằng thì là cuối năm nay thì sẽ có cuộc mà thay đổi nhân vật ở cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo của Trung Quốc. Ông Hồ Cầm Đào với lại ông Ôn Gia Bảo năm tới thì cũng sẽ thôi, không giữ những chức vị cũ nữa, mà một người mới mà người ta đồn rằng thì là có sẽ là ông Tập Cận Bình, và một người phó thủ tướng hiện nay cho ông Ôn Gia Bảo sẽ thay ông Ôn Gia Bảo. Thành ra là tổng cộng là 4 sự thay đổi, chỉ trừ có nước Anh là ông David Cameron thì ông ấy là thủ tướng hiện tại, thì trừ khi có những chuyện biến động đặc biệt mà đảng bảo thủ mất đa số không, chứ còn không có thì nghĩa là ông Cameron vẫn là người
còn lại trong số đại diện những năm nước ở trên gọi là trên chính trường quốc tế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nếu mà chúng ta nghĩ tới những cái trường hợp thay đổi khác thì ví dụ như là trong tuần vừa qua cũng có thể nói rằng là có cuộc thay đổi ở Đài Loan. Đài Loan tuy là một nước nhỏ nhưng mà cái việc bầu cử người Tổng thống Đài Loan cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình ở bên Á Châu, là bởi vì ảnh hưởng tới cái chính sách của Trung Quốc. Thành thử ra rằng thì là tóm tắt lại câu hỏi của anh Nhân rất đúng, là năm tới sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi nhân vật ở trên quốc tế, có người ở lại, có người đi. Thành thử ra điều đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái cục diện trên thế giới. Thứ nhất là năm ngoái, tức là cái năm Tân Mão vừa qua đó, thì đã có những cái biến chuyển đặc biệt như là gọi là mùa xuân Ả Rập, thế rồi sự suy thoái của Âu Châu, thế rồi thì là những cái vấn đề mà gọi là chủ trương bành trướng của Trung Quốc kéo theo cái sự có mặt trở lại của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Thành ra tất cả những cái biến chuyển lớn đó cộng với lại những cái sự thay đổi nhân vật trên thế giới ấy, tôi chắc sẽ còn nhiều chuyện mà nghĩa là chúng ta phải theo dõi. Theo dõi theo chiều nào thì có lẽ một lát nữa chúng ta cũng có dịp mà đề cập tới. Riêng về Hoa Kỳ, nếu mà năm tới là năm sẽ có sự thay đổi Tổng thống, hoặc là ông Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục, thì hai cái viễn ảnh như vậy nó sẽ như thế nào vậy thưa ông? Trước hết nói về cái chuyện mà ông Obama ra ứng cử trở lại và có đắc cử trở lại nữa hay không thì lại là một câu hỏi trong tương lai. Và một câu hỏi thứ hai nữa là cái Đảng Cộng Hòa mà có một người đại diện của Đảng Cộng Hòa mà ra ứng cử đó, có phải là ông Romney hay không thì cũng là chúng ta chưa có câu trả lời. Nhưng mà trong giả thuyết một trong hai ông sẽ đắc cử Tổng thống thì tôi cho rằng thì là điều đó cũng sẽ có nhiều thay đổi, là bởi vì hiện nay cái tình trạng nước Mỹ hết sức đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ một ấy, kinh tế không phải là suy trầm nhưng mà cũng là suy thoái. Cái nạn thâm thủng mà nghĩa là ngân sách cũng nặng lắm, hơn 15.000 tỷ Mỹ kim. Mà đặc biệt hơn nữa là trong cái nội bộ chính trị của Hoa Kỳ ấy, cũng có những cái chuyện lủng củng, những cái lãnh tụ của hai đảng không kiếm được một cái sự đồng thuận nào để mà giải quyết những vấn đề lớn của Hoa Kỳ. Thì nếu mà cái sự lủng củng đó còn tiếp diễn nữa ấy, thì cái năm tới dầu rằng có ông Obama đắc cử hay là ông Romney đắc cử chăng nữa thì cái tình hình cũng hết sức đặc biệt. Riêng về vấn đề mà cục diện trên thế giới đó thì tôi cũng nghĩ rằng thì là nếu mà ông Obama đắc cử trên phương diện ngoại giao thì ông vẫn có cái chiều hướng là ông muốn đi theo cái chủ trương gọi là tiếp cận. Tiếp cận tức là nghĩa là đối thoại. Người ta nhớ rằng ngay lúc đầu lên cầm quyền ông ấy đã chủ trương đối thoại với cả Iran, mà rồi sau 3 năm ông ấy có đối thoại được điều gì đâu. Còn vấn đề Trung Đông, thí dụ như là Do Thái với lại Palestine này, ông ấy cũng chủ trương, ông bảo nhất quyết phải giải quyết được cái vấn đề này, mà sau 3 năm cũng không giải quyết được. Vì vậy rằng thì là người ta không biết rằng thì là trong cái kỳ được đắc cử trở lại đó, ông ấy có thay đổi chút nào không để mà có thể nói rằng thì là đáp ứng được với lại những cái tình hình mới và rút ở kinh nghiệm của ông ấy trong những năm qua hay không. Còn nếu mà ông Obama mà không đắc cử mà ông Romney đó thì chúng ta cũng thấy rằng thì là cũng có thể có nhiều điều hết sức là có thể nói đặc biệt, là ở chỗ rằng trong cái kỳ tranh cử vừa rồi ấy, ông ấy mạnh lắm đối với lại Trung Quốc. Ông ấy chủ trương là phải có một cái thái độ rất cứng rắn đối với Trung Quốc. Nếu mà thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc, riêng chỉ về vấn đề đó, thì vấn đề cục diện
ở Á Đông cũng sẽ có nhiều chuyện mà thay đổi. Vì vậy cho nên trong cả hai trường hợp, dầu rằng ông Obama có ngồi lại chăng nữa hay là ông Romney có người mới chăng nữa, thì trước hết về phương diện nội bộ của Hoa Kỳ cũng sẽ có nhiều chuyện khó khăn. Và thứ hai nữa, trên phương diện ngoại giao đó, thì cũng có những cái chuyện thay đổi để mà áp dụng với tình thế như chúng ta vừa trình bày qua những cái biến chuyển của năm Tân Mão vừa qua. Xin được cảm ơn cụ đại sứ Bùi Diễm. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin và thương mại. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại. Sau đó chương trình sẽ tiếp nối với phần cuối cuộc mạn đàm với cựu đại sứ Bùi Diễm.